Brazil, đội bóng của những vũ công Samba, đội bóng chưa từng bỏ lỡ một kỳ World Cup nào, đội bóng vô địch World Cup nhiều nhất với 5 lần được nâng cúp, một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và là đội bóng duy nhất đếm từ 1 đến 7 bằng tiếng Đức. Nhưng mà trước khi đạt được những thành quả đó thì Brazil từng bị coi là một trong những đội bóng yếu nhất trong mắt người hâm mộ bóng đá. Sau thất bại đáng tiếc tại World Cup năm 1950 trước đội tuyển Uruguay, Brazil có cho mình một chuỗi thua vô cùng bạc nhược khoảng thời gian sau đó, và thậm chí World Cup 1958 họ đã phải ra sân với một đội hình toàn cầu thủ trẻ trong độ tuổi 17. Nhưng đâu ai biết rằng trong số những cầu thủ trẻ này có một người sau này đã trở thành vị vua của làng túc cầu, người được mệnh danh là nhà tiên tri ngược hay nhất mọi thời đại, người đưa Brazil trở lại bản đồ bóng đá thế giới và là người sẽ không bao giờ để Brazil thua 1-7 trước bất kỳ đội bóng nào. Đó chính là Pelé. Pelé tên đầy đủ là Edson Nascimento và được bố mẹ đặt cho biệt danh là Dico. Sinh ra tại một làng quê nghèo tên Bauru, từ nhỏ Pelé đã có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng và cũng chứng tỏ mình là một người rất có năng khiếu trong việc cãi lời mẹ. Vì mẹ hoàn toàn không cho ông đá bóng, ba chỉ mong Pelé học hành đàng hoàng và làm tốt công việc đánh giày để phụ giúp cho gia đình. Pelé đúng là làm tốt thật, nhưng mà là tốt trong việc cãi lời mẹ. Ông không đi đánh giày mà trèo lên mái nhà để nghe trộm tường thuật trận chung kết World Cup năm 1950 giữa Brazil và Uruguay. Kết quả là Brazil thua trận ngay trên sân nhà và toàn bộ cổ động viên trên khắp đất nước đều chết lặng, trong đó có cả Pelé. Vừa sợ bị mắng vì không có tiền đánh giày mang về, vừa phải nghe tin đội tuyển quốc gia thua trong cay đắng, Pelé vẫn lấy hết dũng khí đến gặp bố sau khi trận đấu kết thúc và hứa với bố rằng một ngày nào đó mình sẽ giúp Brazil vô địch World Cup. Bố ông lúc này vẫn đang phải chịu cú sốc thất bại của đội tuyển, nên là khuyên Pelé đừng có theo nghiệp bóng làm gì mà hãy chuyên tâm học hành theo lời mẹ. Vì vào cái thời khoai sắn thay cơm này thì những cái đam mê như bóng bánh thật là hão huyền. Nhưng mà điều đó là chưa đủ để cấm cản Pelé. Ngày hôm sau, Pelé phụ mẹ đi lau dọn cho một nhà giàu. Mẹ tâm sự rằng bà không hề ghét bỏ gì bóng đá. Chính bóng đá đã đưa bố mẹ đến với nhau, nhưng mà nó không phải là một thứ dễ dàng để theo đuổi. Trước kia, bố của Pelé cũng là cầu thủ, nhưng mà từ khi bị chấn thương, ông đã bị đuổi việc và phải chật vật xin việc để lo toan cho gia đình, chứ không phải là người không ăn lương câu lạc bộ như bây giờ. Pelé hiểu ý của mẹ, nhưng một vài câu thuyết phục cũng không thể nào làm lung lay được tình yêu bóng đá của cậu. Đúng lúc đó, đám trẻ con nhà giàu tiến vào. Chúng nói về một giải đấu của trẻ em chuẩn bị được tổ chức và có ông huấn luyện viên đang tuyển cầu thủ trẻ cho đội bóng Santos. Pelé hào hứng với câu chuyện của đám trẻ nhà giàu. Ông hét to mình muốn giống như Pelé, tên của một người thủ môn mà ông hâm mộ, nhưng mà tên của ông này là Billy. Và thế là bọn nhà giàu chế giễu Pelé vì đến cái tên còn không nhớ thì đòi đá bóng cái gì, rồi sút trái bóng về phía ông. Mẹ ông phải đến xin lỗi để tránh to chuyện. Pelé tức giận vì bị coi thường, vợ ông quyết đến giải đấu kia để chứng tỏ bản thân. Ngày hôm sau, Pelé cùng bạn bè đến tham gia giải đấu, đã rất hăng và búa cũng rất kinh, đã tiến được vào vòng cuối để đối đầu với đám nhà giàu. Chỉ có điều là Pelé không có một đôi giày hẳn hoi để thi đấu trước mọi người. Để có được tiền mua giày, Pelé cùng đám bạn rủ nhau đi trộm lạc mang bán và dùng 100% công lực để đi đánh giày kiếm tiền. Đám nhà giàu xuất hiện và chế giễu cái tên Pelé, khiến cậu tức giận và đánh tên nhà giàu dưới sự chứng kiến của người bố. Trở về nhà, Pelé nói dối bị cô giáo đánh và mẹ ông định đến trường làm cho ra nhẽ, nhưng bố đã giải nguy cho ông. Sau khi thấy tình yêu của con trai với trái bóng, người bố đã một phần nào đó ủng hộ Pelé chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng có rất nhiều điều mà Pelé phải học hỏi nếu muốn đạt đẳng cấp của một tiền đạo. Và bài học đầu tiên là phải học vấp gỏ, đi bộ vuốt dâu hoặc là tập võ với hậu vệ đội bạn. Nhận được bài học từ bố khiến Pelé rất tự tin tiến vào trận đấu cuối cùng giữa Pelé và đám nhà giàu. Ông De Brito, tuyển trạch viên của đội Santos có mặt tại đây để theo dõi và tìm kiếm các tài năng trẻ. Kết quả là đội của Pelé thua thảm hại và bọn nhà giàu tiếp tục chế nhạo cái tên Pelé. Pelé tức giận, ông không muốn đá bóng nữa mà chuyển sang đá người. Nhưng mà ông nhìn thấy bố đang xem trận đấu và Pelé vứt đôi giày đều mình đang xỏ để sử dụng chân trần, kích hoạt tiềm năng GGO của bản thân. Ông nhớ lại những kỹ năng mà mình đã luyện tập và thực hiện những điệu nhảy với trái bóng ngay trên sân. Mọi người đều châm chồ với khả năng của Pelé. Pelé ghi bàn và bàn thắng đó đã tiếp thêm động lực cho toàn đội. Lũ nhóc vứt hết giày đi và bắt đầu sử dụng thứ bóng đá đường phố mà chúng đã luyện tập và ghi liên tiếp 5 bàn. Nhưng mà như thế là chưa đủ để giành chiến thắng. Đám trẻ lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng mà khán giả hô vang cái tên Pelé. Lần đầu tiên trong đời, Pelé không hề ghét cái tên này nữa và ông cũng nhận được thiệp mời của ông De Brito. Nhưng một biến cố xảy ra khi những người bị trộm lạc tìm thấy lũ nhóc. Pelé và bạn bè chạy vào rừng. Ông và người bạn bốn mắt trốn vào trong một cái hốc nhỏ. Cái hố đột nhiên sụp xuống, chôn vùi cậu nhóc bốn mắt. Những người công nhân kia chạy đến kịp thời nhưng vẫn không cứu được cậu bé. Pelé trở về nhà và kể hết mọi chuyện với mẹ. Ông nhận lỗi tất cả về mình, chỉ vì quá mỗi một đôi giày nên đám nhóc đã phải đi ăn trộm, dẫn đến cái chết của bạn. Pelé hứa với mẹ sẽ chăm chỉ học hành và không đá bóng nữa. Người bố đưa tấm thiệp mời cho mẹ, nhưng do Pelé đã không còn muốn đá bóng, nên bà nói với bố từ mai sẽ dẫn Pelé đi làm cùng ông. Thế là Pelé cùng bố đi làm vệ sinh tại phòng khám. Dù đã quyết tâm bỏ bóng đá, nhưng mà khi nhìn những người bạn chơi bóng, nhìn bố mình tâng của xoài, Pelé hoàn toàn không thể tập trung vào học hành và lau dọn. Cậu dần thấy ngứa chân và cùng chơi bóng với bố. Người bố dạy Pelé tâng bóng bằng xoài để có thể kiểm soát được lực khi chạm bóng. Ngày nào Pelé cũng tập,
tập nhiều đến mức đoàn làm phim phải đổi diễn viên. Ông và bố cứ thế phá nát vườn xoài. Mẹ Pele nhìn thấy con trai có được niềm vui khi chơi bóng và cũng hơi tiếc tiền xoài nên đã gọi điện cho ông để Brito. Pele rất vui khi biết tin mẹ cho mình lên thành phố đá bóng và ngày lên đường đã đến. Cậu bé 15 tuổi giờ có thể bắt đầu ước mơ bóng đá của mình. Ông gia nhập đội trẻ của Santos nhưng mà lối chơi ở đây khác hoàn toàn những gì ông đã luyện tập. Huấn luyện viên chỉ muốn những cầu thủ trẻ đá bóng theo phong cách của châu Âu. Pele buộc phải làm quen với lối đá này nếu muốn tồn tại ở đây, nhưng mà cậu không làm được và suốt quá trình ở đây thì không thể ghi nổi một bàn. Quá xấu hổ, Pele lặng lẽ rời đi trong đêm. Ông De Brito nhìn thấy và đi theo, nói rằng phong cách đá bóng của Pele không thuộc về nơi này. Ông De Brito kể lại vào thế kỷ 16, ngay Bồ Đào Nha đến đây đàn áp người Brazil. Những nô lệ Brazil đã nghĩ ra một thứ gọi là ginga, nền móng của thể võ capoeira, một môn võ trông giống như đang nhảy múa và có thể che mắt ở những tên chủ nô. Dần dần ginga hòa vào văn hóa của người Brazil và cả trong bóng đá. Cho đến World Cup năm 1950, sau trận thua tại chung kết, người ta vẫn đổ lỗi cho lối đá ginga của Brazil đã khiến họ nhận kết cục thảm hại. Ông De Brito thấy Pele là một người có dòng máu Ginga chảy mãnh liệt. Ông mong Pele có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người và khiến tinh thần Ginga của người Brazil trở lại. Pele hiểu ra mọi chuyện và quyết định ở lại luyện tập. Trong buổi tập tiếp theo, Pele vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện lối chơi. Mà thôi, cái gì không biết thì mình bỏ qua. Ông nhớ lại những lần luyện tập với bố và sức mạnh tinh thần thức tỉnh. Pele sỏ háng, Pele đá bóng, Pele qua người, Pele hất bóng lên không, Pele xe đạp chổng ngược, Pele ghi bàn, Pele được mọi người tung hô. Và cả người huấn luyện viên khó tính cũng bị Pele thuyết phục. Ông cho phép Pele tiếp tục sử dụng lối đá này. Và cậu cứ thế tiếp tục phát triển lối đá riêng của bản thân, được lên báo và nhận được sự công nhận của những người đàn anh đang thi đấu chuyên nghiệp. Pele dần dần cải thiện thêm kỹ năng sút. Và những nỗ lực này đã giúp ông được đôn lên đội chuyên nghiệp của Santos ở độ tuổi 16. Pele về lối đá múa may của mình đã trở thành một hiện tượng mới của Brazil. Người bố ở nhà rất vui vì con đạt được thành công và vui hơn khi mà Pele có tiền để trang trải cho gia đình. Pele mua cho bố một chiếc đài để ông có thể theo dõi mọi trận đấu của mình. Rồi ngày đặc biệt đã đến, cậu được gọi lên tuyển khi chỉ đang ở độ tuổi 16. Vào ngày lên đường, bố cho cậu một cái áo với cái tên Pele, chính là cái tên mà cậu gắt cay ghét đắng do mấy thằng nhà giàu đặt cho. Nhưng đó cũng chính là cái tên mà được mọi người công nhận. Người bố kể về quá khứ cầu thủ của ông. Ông cũng sử dụng ginga để chơi bóng, nhưng gặp chấn thương cũng chính vì lối đá này. Tất cả do ông đã không tin tưởng chính thứ đá bóng mà ông trân trọng nhất. Ginga là một lối đá khó, cần rất nhiều sự tự tin để thực hiện và thậm chí làm ngứa mắt đội đối phương từ vì cứ đảo xoạc cho qué giò. Ông khuyên Pele hãy luôn tin tưởng những gì mình sẽ làm trên sân bóng để tránh những chấn thương không đáng có. Pele nghe lời bố dạy và lên đường hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Tại đây, Pele được gặp các đàn anh và gặp đối thủ tranh giành suất đá chính với mình. Đó là Jose, thằng nhóc nhà giàu đã đặt cái tên Pele cho ông. Trong buổi phỏng vấn cả đội, các phóng viên vẫn chỉ trích lối đá ginga, khiến Pele phải giành mic để phản bác. Điều này làm huấn luyện viên rất tức giận và bắt Pele không được dùng lối đá này nữa. Sau thất bại thảm hại năm 1950 và nỗi nhục năm 1954, mọi người đã không còn niềm tin vào lối đá này. Người đàn anh Garrincha khuyên Pele là hãy chơi theo lối chơi của huấn luyện viên để có thể nhận được suất đá chính. Nhưng mà khi ra sân, Pele vẫn quyết định sử dụng lối đá ginga và gặp chấn thương đầu gối. Chấn thương của Pele quá nặng nhưng mà đã quá trễ để thay đổi người. Pele vẫn lên đường sang Thụy Điển để dự World Cup và sẽ được chữa trị trên đường đi. Trái ngược với sự mong đợi của người hâm mộ đối với các đội châu Âu, các đội đến từ Nam Mỹ, trong đó có Brazil, đều bị coi là những kẻ lót đường. Trong lúc những người đồng đội chiến đấu hết mình, Pele vẫn phải lo chữa trị cho cái chân đau. Cho đến trận đấu gặp Liên Xô, Brazil có tận 3 cầu thủ gặp chấn thương, trong đó có Jose và đương nhiên Pele phải là người thay thế. Dù lúc này chân ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng thì ước mơ được ra sân thi đấu cho quốc gia của Pele đã thành sự thật. Nhưng với cái chân đau này thì ông sẽ phải cực kỳ cẩn thận nếu muốn dùng ginga. Một cầu thủ trẻ như Pele ra sân khiến cổ động viên nước khác chê bai dè bỉu. Pele có chút sợ sệt nhưng Garrincha đã động viên ông. Mặc dù trận đó thì Brazil giành chiến thắng nhưng đó là một trận đấu thất bại của Pele. Ông gần như tàng hình trong cả trận, nhưng đến trận bán kết với đội tuyển Pháp, Pele vẫn được trao cơ hội ra sân vì Jose vẫn chưa khỏi chấn thương. Pele liên tục để mất bóng sau những pha dê dắt của mình và kết quả là tuyển Pháp dẫn trước một bàn. Hiệp một kết thúc, Pele đã không còn một chút tự tin nào trong phòng thay đồ. Ông tìm đến Jose và mong anh ta ra sân thay mình. Jose thì ngày xưa xấu tính thế thôi nhưng mà thực ra lại là người tốt. Anh không hề bị chấn thương gì hết mà chỉ muốn ra ngoài để Pele có thể vào sân. Jose rất nể phục vì Pele đã sử dụng ginga trong trận đấu. Anh muốn Pele hãy đem bóng đá ginga trở lại với đúng giá trị của nó vì đó là niềm tự hào của người Brazil. Nghe được những lời chân thành từ Jose, Pele bật chế độ bay lên, những đường dây bóng trở nên chuẩn mực hơn. Ông phối hợp 1-1 với đàn anh Garrincha và ghi một bàn thắng vô lê cực kỳ đẹp mắt, làm bùng nổ cả sân vận động.
hưng phấn kéo theo hưng phấn. Pele tiếp tục phổ diễn kỹ năng và giành hat-trick trong trận bán kết. Brazil tiến vào trận chung kết với một tinh thần cực kỳ phấn chấn, nhưng đối thủ của họ lại là Thụy Điển, đội chủ nhà và là đội có phong độ cao nhất giải đấu. Brazil tuy tinh thần cao nhưng mà huấn luyện viên vẫn chưa nghĩ ra được cách để ngăn cản Thụy Điển. Chưa kể trong buổi họp báo, huấn luyện viên Thụy Điển liên tục coi thường Brazil, ông đe dọa sẽ đốn gãy chân Pele và sỉ nhục các cầu thủ Brazil. Pele cũng có chút nhụt chí, nhưng mà bố đã khuyên ông là hãy cố gắng hết sức, một ăn cả, ngã thì nhảy cầu. Lời khuyên của bố giúp Pele tìm lại được cảm giác thi đấu. Ông đem tinh thần đó đến phòng ăn, dù cả đội cùng nhau tâng bóng. Jose là người đầu tiên hưởng ứng và cả đội cũng làm theo. Huấn luyện viên ở trong khách sạn nhìn thấy toàn bộ. Ông nhận ra bấy lâu nay đã dạy sai các học trò của mình. Không thể o ép một con mèo rủa gâu gâu và chắc chắn không thể ép những vũ công samba chơi như những cỗ máy được lập trình sẵn. Ông chấp nhận cho các học trò dùng ginga, sử dụng chính tinh thần của người Brazil để đá trận chung kết. Đến ngày trận chung kết diễn ra, Pele mang trong mình trọng trách cao cả của cả đất nước. Ông mặc chiếc áo bố mình đưa cho và ra sân với một tinh thần vững vàng. Nhưng mà đội tuyển Thụy Điển đã kèm ông rất chặt như đã hứa. Lối chơi Ginga cũng bị Thụy Điển cản lại và ghi được bàn thắng đầu tiên. Viễn cảnh năm 1950 trở lại với các cầu thủ, Pele nhìn xung quanh. Ông vẫn tin tưởng vào lối chơi Ginga của mình, tiếp tục phối hợp 1-1 với Garrincha, thực hiện một cú sút giả để đưa bóng cho đồng đội và ghi bàn vỡ hòa. Người Brazil bùng nổ, từ bố mẹ của Pele đến toàn bộ cổ động viên tại sân bóng. Huấn luyện viên tự hào vì các học trò đã tìm lại được bản năng thi đấu. Các cầu thủ Brazil cũng trên đà thăng hoa, họ tiếp tục lao lên với lối bóng đá hoa mỹ. Pele múa, Garrincha cũng múa, các cầu thủ khác cũng đòi múa. Dòng máu Ginga trong họ dường như đang hòa vào làm một, ai cũng chơi bóng trong niềm vui hân hoan. Các cầu thủ biến sân vận động thành cái sàn nhảy. Người dân Brazil tại quê nhà xúc động vì thấy được vẻ đẹp của bóng đá nước nhà. Pele và các đồng đội ghi thêm bàn thắng thứ 3. Mẹ của ông cũng đến chỗ bố để trực tiếp xem con trai đá hòm đội tuyển Thụy Điển. Và Brazil trở thành nhà vô địch World Cup với bàn thắng cuối thuộc về Pele. Ông bủn rủn chân tay, ngất xỉu ngay tại chỗ. Đồng đội đến nâng Pele lên. Ông chính là người hùng của Brazil. Bố mẹ và người dân tại Baru cũng không thôi xúc động. Ngày trọng đại đó là 29 tháng 6 năm 1958. Ngày Brazil giành chức vô địch World Cup đầu tiên. Ngày cái tên Pele được vang danh khắp nơi. Ngày mà một vị vua bóng đá mang thứ bóng đá hoa mỹ đến với thế giới. Cho đến nay thì Pele vẫn luôn là một cầu thủ vĩ đại. Ông được Tổng thống Brazil thời bấy giờ trao danh hiệu báu vật quốc gia, là người trẻ nhất từng ghi bàn và giành một chiếc vô địch World Cup và là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay được nâng cúp thế giới 3 lần và cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Lối đá Ginga mà Pele đã mang ra trình diễn cũng đã trở thành một biểu tượng trong bóng đá, thể hiện tinh hoa của bóng đá Brazil và chứng minh khả năng của nó với cả thế giới. Và đó là toàn bộ về hành trình bóng đá của Pele và Brazil. Không phải ai cũng có đủ can đảm để thay đổi nhận định của tất cả mọi người. Nhưng nếu có đủ dũng khí, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử cho content game mobile, nhi đồng đá banh cho content đá bóng, Vui Vẻ để xem tôi, người chơi đồ để theo dõi content công nghệ, nhi đồng thối tai để theo dõi content âm nhạc. Nói chung là thấy trong cái trang thấy bao nhiêu kênh thì cứ xem nếu mà đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại.